Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì bớt chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Blockpost. Dự án này thì mọi người có cơ hội ăn chia 33.000 đô token và 50 NFT đến từ dự án nhé. Để tham gia dự án này đó này thì mọi người follow link dưới phần mô tả cho mình sẽ đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.io cho mình. Ở đây các bạn follow Twitter cũng như like và retweet lại các bài đăng ở trên kênh Twitter nhé. Nhiệm vụ đầu tiên, ok, retweet lại bài đăng này. Ok, ở đây các bạn retweet là các bạn đăng cho mình là bấm con tin cho mình. Rồi tiếp theo các bạn giao vào kênh Discord cho mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Ok, hình như các bạn phải verify rồi mà. À, không cần nhá. Cái xong phải này, kiểm tra này. Bấm verify này. Ở đây mình bấm đây cho mình. Bấm xác nhận xác minh số điện thoại ở đây à. Đây thì mình chưa verify nên mình sẽ verify số điện thoại, sau đấy mọi người sẽ bấm xác nhận cho mình nhá. Sau đó quay trở lại Eros, tích vào con tin luôn. Ok, tiếp theo là play block play mở vào đây cho nó bài chơi game nhé, quay trở lại luôn, tích vào con tim cho mình. Rồi và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red để mọi giới thiệu bạn bè và người thân nhé. Hiện tại thì nó vẫn chưa cập nhật địa chỉ ví mọi người nhé, nên mọi người sẽ cập nhật địa chỉ ví sau. Hình như dự án này dành cho tất cả mọi người thì phải. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video dần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.